Nhưng mà có một cái hay đó là mình thấy ở bên đó họ có một cái hệ thống lưới rào chắn rất là sợ. Nó dốc như thế này, nó có tới 1, 2, 3, 4 cái phần nhấp nhô. Và chỉ một lát nữa thôi thì mình sẽ chạm được sang lãnh thổ của nước bạn Trung Quốc. Huyện miền núi Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh chính là nơi đã khiến cho dân du lịch phải sôi sục vì những cột mốc đẹp và ý nghĩa. Chỉ khi đứng tại đây để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chúng ta có thể thoải mái tưởng tượng ra rất nhiều những sống lưng khủng long kỳ vĩ. Và hành trình lần này, Nếm xin mời các bạn chinh phục một trong những sống lưng được coi là đẹp nhất của vùng Đông Bắc nhé. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với hành trình tiếp theo của Nếm TV. Và các bạn có biết không, đây là cây phong. Mọi người hãy tới đây đi. Đây là cây lá phong phiên bản Việt Nam. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái con đường tuần biên. Đây là cái con đường mà dẫn tới cột mốc 1305. Đấy chính là cái địa điểm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Nhưng mà trước khi mà tới với cả cột mốc 1305 thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái điều rất là thú vị. Đó là khi mà các bạn di chuyển dọc từ con đường tuần biên, từ cái chỗ Hoành Mô lên trên này thì chúng ta sẽ thấy được phía bên kia là Trung Quốc. Đó, các bạn thấy không? Cái con đường mà trắng trắng kia kìa là cái con đường mà tuần biên ở bên đó. Nhưng mà có một cái hay đó là mình thấy ở bên đó họ có một cái hệ thống lưới rào chắn màu xanh xanh. Mình sẽ zoom lên cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, hiện tại thì cũng đã quá giờ trưa rồi. Tuy nhiên là mình ở một cái độ cao nó cũng khá là cao nên là mình không cảm thấy nó bị nóng bức gì cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là tiếp tục con đường tuần biên này, bởi vì là chỉ còn tầm khoảng 10 cây số nữa thôi thì mình sẽ tới với cả cái điểm đỗ xe để chúng ta có thể lên với cả 1305, hay còn gọi là sống lưng khủng long của Bình Liêu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mời các bạn trải nghiệm cái con đường mà dẫn tới với cả cột mốc 1305 này nhá. Đi lại rất là thích mọi người ạ. Đây, phía trước đây. Đó, mọi người thấy không? Ở đây thì con đường này được đổ bê tông chứ thay vì là đổ nhựa như là dưới đồng bằng. Dọc con đường này thì các bạn sẽ được ngắm những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp, thậm chí là những cái thung lũng ở ngay phía bên tay trái của chúng ta. Nhưng mà đừng vì ngắm cảnh mà các bạn cũng mất cảnh giác nhá. Bởi vì là ở đây có rất nhiều những cái khúc cua gắt, thậm chí là có những cái khúc nó rất là dốc nên mọi người đi sẽ phải cẩn thận. Cứ chạy thẳng cái con đường này, đường tuần biên này, thì chúng ta sẽ tới được với cả huyện Bắc Sa của tỉnh Lạng Sơn. Thì đấy là mình thấy cái biển chỉ dẫn như thế. Còn lâu nếu như mình có thời gian thì mình sẽ review cái con đường này tới với cả Bắc Sa xem có gì không. Đấy, trời ơi, mọi người thấy không? Có lẽ là mình sẽ quay hẳn sang bên ngoài cho nó nét để cho mọi người thấy. Rồi, con đường này chạy nó dài cả vài chục cây số luôn mọi người ạ. Và dọc cái tuyến đường này còn rất nhiều những cái cột mốc mà đẹp khác mà mình đã từng review, như là một cột mốc 1297 hoặc là một cột mốc nữa là 1300. Và đặc điểm chung của những cái cột mốc này là khi các bạn đứng ở trên thì đều thấy những cái cơn gió rất là lộng. Và nếu mà chúng ta mà không cẩn thận thì có thể là gió sẽ thổi bay của chúng ta luôn đấy. Nên là đấy là một cái thông tin để cho chúng ta có thể là lưu ý nhá. Đối với cái cột mốc 1297 thì mùa đẹp nhất của nó chính là mùa cỏ lau. Thì các bạn hãy tới đây vào cái tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể là search trên những cái fanpage về du lịch của Bình Liêu, như là Bình Liêu Travel. Úi xồi, đẹp quá, trùng trùng điệp điệp, dốc luôn mọi người ạ. Bằng mắt thường thì mình đã thấy cái vị trí mà đỗ xe để lên trên với 1305 rồi. Chắc là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 cây số chạy xe nữa. Đó. Rất là cảm ơn những ai mà đã làm ra cái con đường này. Bởi vì để làm một con đường kỳ công như này thì chúng ta phải phá núi hai bên như này. Xẻ đá, phá núi rồi đem vật liệu lên đây. Chứ không phải tự dưng mà đi được như thế này đâu.
quanh Bình Liêu này còn rất nhiều những cái điều đặc biệt khác như là văn hóa của người Dao, người Sán Chỉ, người Tày. Thì nếu như sau này mà có những cái lễ hội về người Dao hoặc là các đồng bào khác trên này thì mình sẽ cố tới đó để thực hiện. Ví dụ như là lễ hội Hoa Sở chẳng hạn. Đấy, Hoa Sở này, Hoa Hồi và Quế là ba cái loại mà đặc sản ở chỗ Bình Liêu này. Nếu các bạn tới đây thì có thể là mua về làm quà nhé. Tại đây thì chúng ta đang thấy một cái lán ở đây. Tuy nhiên ở đây do trong cái thời gian này ít người du lịch nên là các bạn sẽ không thấy ai đâu. Bây giờ mình sẽ để xe ở đây và bắt đầu chúng ta sẽ hành trình là leo lên khám phá cột mốc 1305. Bây giờ là 10 rưỡi trưa rồi và cũng rất là may cho mình là ngày hôm nay khá là nhiều mây. Thì hôm nay mình sẽ đem cái chân máy này lên để xem có những cái hình ảnh nào đẹp nhất mình ghi lại. Và giữa trưa rồi nhưng mà cũng không bị nắng, mọi người đi theo mình đi. Ngày trước, cách đây 3 năm trước, nếu như các bạn đã từng xem video của mình thì có thể thấy là con đường này nó chưa được làm. Tuy nhiên bây giờ thì nó đã tạo thành một cái con đường trắng giữa một cái đỉnh núi như thế này. Quả thực là rất là đáng sợ. Ngày trước đi rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều rồi. Từ đây nếu các bạn zoom lên thì các bạn sẽ thấy được là cái cột mốc này nó đi thẳng ở giữa kìa. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta lên đi. You only call me on the weekends when you're out and about. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love. Sau khi mà trải qua được quãng đường tầm vài trăm mét ấy thì thực sự là mình với cả đồng đội đã bắt đầu thấm mệt rồi. Nếu như các bạn đã xem cái video mà mình review cách đây 3 năm thì các bạn biết là đây, cái con đường này là cái con đường mà nó toàn đá sỏi thôi, rất là sợ. Nó dốc như thế này và mình cảm giác như là chỉ có những người thợ ở đây mới có thể là dám là vác xi măng lên để xây con đường này. Cực kỳ là dũng cảm luôn. Nếu như bạn nào mà đã từng check in cái cột mốc này thời điểm trước, đầu về trước mà chưa có đường ấy, các bạn sẽ biết là nó đã khó rồi, mà lúc làm đường nó còn khó hơn nữa. Bắt đầu từ kia, từ cái chỗ mình chỉ tay kia thì bắt đầu đấy nên sẽ có những bậc thang, bởi vì không thể nào thoai thoải được nữa. Đoạn kia này chúng ta vẫn có thể chạy xe máy được lên kìa. Nhưng khuyến cáo nhé, các bạn nào mà tay lái non ấy thì không nên. Đây, bắt đầu từ đây đường dốc nên phải có những cái sợi dây xích như này để chúng ta có thể là bám đi dễ dàng hơn. Được cái là xung quanh đây cảnh vật núi non trùng điệp nên là mà nó cũng cao nữa, như vừa nãy mình có nói ấy, gió rất là mát. Chỉ có cái là chúng ta phải rèn luyện thể thực liên tục thì chúng ta mới có thể là đi được. Đây, đoạn này thì là ngày xưa là có một cái rừng trúc như này. Đây, mình sẽ review thật chi tiết, mọi người nhớ đó xem hết video để thấy được những cái độ khó của cung đường nhé. Đây, khi qua được cái chỗ đầu tiên này, thì chúng ta sẽ tới với cả cái chóp đá kia. Và ngày trước ấy, đi cái chóp đá đấy mình đã phải bỏ cuộc, bởi vì là mình rất sợ. Hôm ấy là còn suýt rơi xuống vực luôn, mà vực rất là sâu. Tuy nhiên bây giờ thì chỉ cần là bám theo dây xích mà đi thôi. Mệt quá, đi thôi. Bây giờ là 11 giờ 22, tức là mình đã đi được 1 tiếng đồng hồ rồi. Và đây, các bạn biết không, sống lưng khủng long kia. Và đây chính là cái địa điểm mà mình bỏ cuộc cách đây 3 năm trước. Tập tiếp theo này chắc là cũng bỏ nốt rồi chứ. Xin lỗi, phải nói thật. Các bạn mà xem video, các bạn mà không nhấn đăng ký thì đúng là mình chỉ biết bỏ nghề thôi. 3 năm vẫn leo một cái chỗ này mà mới được hơn 200.000 sub, thua. Mong mọi người hãy ủng hộ mình để mình có thể là có sức khỏe hoặc là có thêm kinh phí để mua nước tăng lực để leo hơi chỗ này. Mệt lắm ấy mọi người ạ, không cọng nước đi thì không có cái để uống.
mở cống nước đi thì mệt. Đây, đây chính là cái hòn đá ngày xưa mình bỏ cuộc đây. Mình đứng ở đây. Thực ra thì lời khuyên chân thành cho các bạn là nếu như ai mà không đủ sức ấy thì chúng ta nên dừng lại ở đây, bởi vì đây là cái vị trí mà chúng ta có thể là chụp sống lưng khủng long một cách đẹp nhất. Đây, mọi người hãy ngắm lại cái sống lưng đi. Nó có tới 1, 2, 3, 4 cái phần nhấp nhô. Đây, bên này này. Và xung quanh đây còn rất nhiều những cái sống lưng khủng long khác. Tuy nhiên ở đây thì không có đường để đi. Quanh đây thì mình thấy có một vài người dân bản địa. Họ đang đi chặt cái gì ở trong rừng đó. Ok. Có lẽ là ở trong những cái rừng trúc như này thì họ sẽ lấy măng về để bán. Tiếp thẳng con đường này lên, chắc là chỉ còn một quãng nữa thôi. Không bằng một nửa cái quãng, bằng một nửa cái quãng đường mà vừa chúng ta xuất phát lên thì chúng ta sẽ chạm được vào cột mốc. Thì bây giờ sau khi 3 năm trở lại, mình đã thấy con đường đi dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều nhé, là chúng ta tốt nhất là mang ít đồ thôi và mang thật nhiều nước đi, chứ không trời gặp một cái trời nắng như mình ấy thì chúng ta sẽ đã rất là tốn sức. Các chiến binh quả cảm ơi, tôi không sợ tuổi già, tôi không sợ độ cao, tôi không sợ nắng gắt, tôi sẽ ở lại, tôi sẽ thành công, tôi sẽ chinh phục cột mốc 1305. Mệt mất nửa đường. A few minutes later. Ôi sao qua cái chỗ này nó lại rậm rạp nhỉ Tuấn nhỉ? Có lẽ là lâu lắm rồi mới có người du lịch trên này. Và do ở đây cũng không phải là một vùng đất mà chuyên có du lịch. Ôi đường trơn lắm, đi cẩn thận. Mình đang thấy những cái nước ở trong núi nó chảy ra. Chúng ta sẽ phải đi cẩn thận. Tầm này thì mong là Adidas sẽ thấy được video này của mình. Ô các bạn ơi, lá phong đẹp chưa? Lá phong đẹp luôn này. Đi. Ôi lá phong nhiều lắm. Chắc nó bay ở cái cây nào gần đó, gần đây. À, một hành trình gian khó. Mình phải sử dụng cái chân máy của mình để làm cái gậy trống, mệt quá rồi. Ở đây chúng ta thấy một cái con đường mòn. Đây chính là cái con đường mòn mà vừa nãy mình chỉ là có những người dân họ đi vào đây, họ lấy măng. Ây à. Mặc dù đây là lần thứ hai đến với Bình Liêu, nhưng lại là lần đầu tiên mà mình lên, cố gắng lên hết để chỗ 1305. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Nhớ chia sẻ video, nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những cuộc hành xác mới nhất của Nếm nhé. Đùa tí cho mọi người vui vẻ thôi. Cũng may là có đồng đội, các bạn phải đi cùng đồng đội nhé, đừng đi một mình. Sảng khoái quá mọi người ạ. Bởi vì là khi mà qua được cái dọc kia, cái sống lưng kia, thì chúng ta đã thấy một cái con đường khá là bằng phẳng. Và chỗ này gió rất là lộng bởi vì nó có hai cái sườn núi nhảy, nó hút gió vào trong, tạo cho cảm giác rất là phấn khích. Mình và đồng đội không biết là còn bao nhiêu xa nữa thì chúng ta sẽ tới với cả cột mốc 1305. Thì mình sẽ review chi tiết từng đoạn như thế để mọi người sau này có đi thì sẽ biết được, nhận biết được. Có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng này. Bên kia mình đã thấy thấp thoáng một vài cái con đường mòn. Có lẽ đấy là con đường mà dành cho người dân Trung Quốc đi làm nương, giống như đối với ở phía bên tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Ôi, cảm giác như chúng ta đang đi trong một cái thung lũng ấy. Nói chung là chuyến đi này cảm xúc cực kỳ lớn. Bởi vì là trời lúc thì nắng, lúc thì lại dâm, rồi đường lúc bằng, lúc cái lại dốc thẳng đứng. Có những lúc tưởng chừng tới nơi rồi nhưng mà lại chưa tới. Không biết là đi đường nào nữa đây. Tới đây thì chúng ta đang thấy một cái, không thấy cột mốc đâu cả.
con đường cũng làm tới đây rồi. Tuấn ơi, Tuấn, thôi cứ tưởng là đồng đội, thôi chúng ta sẽ tiếp tục. Mình hy vọng là con đường này sẽ đúng, chứ đừng có mà lạc đường thì thực sự là sức lực không còn nhiều nữa rồi. Bây giờ là 12 giờ 18 phút, tức là nếu như mà tính cả thời gian nghỉ thì mình cũng đã mất gần 2 tiếng để lên trên này rồi. Quá mệt rồi. Ngày mà mình đi này là cái ngày mà rơi vào gần cái mùa sim chín. Hai bên đường chúng ta thấy rất nhiều những cây mái và cây sim. Đến rồi bạn ơi, cố lên. Yeah, hát tay đồng đội gái. Yeah. Rồi, chúng ta đã tới được với cả 1305. Và như các bạn đang thấy thì chúng ta đang thấy có cả một cái con đường tuần biên của biên phòng ở phía Trung Quốc. Họ đã xây tận tới cột mốc luôn. Như vậy nếu mà các bạn gặp cái con đường đất này thì các bạn đừng quá lo lắng là chúng ta lạc đường nhé. Chúng ta vẫn đang ở trong Việt Nam thôi. Và chỉ một lát nữa thôi thì mình sẽ chạm được sang lãnh thổ của nước bạn Trung Quốc. Wow. 1305 Việt Nam. Cột mốc này đã được đặt vào năm 2001. Vậy như vậy đúng thì đúng theo cái phỏng đoán của mình ấy. Đó là cái khúc mà mình nghĩ lại là cái khúc đẹp nhất để chúng ta có thể là chụp hình. Phía bên này nhá. Từ phía bên này cột sang là chúng ta sang với cái địa phận của Trung Quốc rồi. Còn đây là Việt Nam. Nói chung là mình xuất ngoại này. Xong mình lại về nước. Xuất ngoại về nước. Nói chung là rất là an toàn. Các bạn nhé. Đây là cái khối đá đã giúp mình tốn rất nhiều calo. Và nếu như bạn mà sẵn sàng hành trình để chinh phục khối đá này thì hãy chuẩn bị nhiều nước. Bởi vì khi mà tới đây thì chúng mình biết là yêu nước. Chúng ta cần phải yêu nước. Bởi vì là không nỗi đau nào hơn nỗi đau mất nước. Bởi vì mình hết sạch nước uống rồi. Tuyệt vời. Nhưng dù sao thì cũng nói đùa vậy thôi. Nhưng cảm xúc rất là vui. Nếu mà đi thẳng như này chúng ta sẽ sang với cả khu cánh rừng ở phía bên Trung Quốc. You always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you. I'd call you in the night, but I broke too many promises and we split up, though I still need ya. You gotta save me now, I'm slipping so far down. It's only you I trust to set me free from this. I don't know how I got into this. Side of the story, I felt the drawback. My mistake took its toll. Finally, I have realized I was dead wrong. I wasn't thinking straight. No more lies, and from here on out, I'll be better. 'Cause I still need ya. You gotta save me now. Trust to set me free.
vui và bất ngờ, và mình không còn thấy mệt nữa khi mà vừa mới xuống đến chân núi đã có fan tiếp đón. Chào các bạn. Nói chung là hôm nay là một cái nỗ lực của mình và đồng đội để review cái cột mốc 1305. Tuy rằng nó chỉ là một cái cột đá rất bình thường thôi, nhưng mà khi mà các bạn được trải nghiệm cái cung đường này thì các bạn sẽ tạo ra được những cái shot hình cực kỳ đẹp luôn. Và cảm giác là đứng từ trên cao nhìn cái núi non hùng vĩ, chúng ta sẽ yêu thêm Việt Nam hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Trong video này mà có gì sai sót thì mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó hãy để lại trong phần nhận xét. Và nhớ là đừng quên nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn share để ủng hộ cho những hành trình của Nếm nhé. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chạy thẳng cái con đường này để tới với những địa điểm tiếp theo, review cho mọi người biết Việt Nam mình đẹp như thế nào. Đi anh em ơi. Đi. Anh em, đi. Đi. Đi luôn.